chúng ta học tiếp 10 từ nữa nè các bạn. Rồi, vị trí tiếp theo là ngay chỗ cái bụi cây sát vách tường đó. À, đó, ngay chỗ đó. Rồi, chúng ta di chuyển tới đó để mà chúng ta học từ vựng mới nha. Bắt đầu nào. Từ vựng chúng ta học ngay chỗ bụi cây sát nhà là can. Can. Can có nghĩa là cái lon. Rồi, các bạn thấy có nguyên một cái lon rất là to ngay chỗ cái sát vách tường không? Rồi, không biết ai uống nước xong rồi vứt rác lung tung. Có nguyên một cái lon rất là to vứt trên đây luôn. Nó đang đè vào làm hư bức tường, đầy sơn hết trơn các bạn, ngay chỗ cái bụi cây này. Rồi, tiếng Việt là cái lon thì mình nhớ rồi nha, cái lon. Bây giờ tiếng Anh thì làm sao nhớ các bạn? Cái chữ tiếng Anh này chúng ta đọc là can. Can. Rồi, chúng ta đang nhìn thấy cái gì? Ồ, có một con cua nó đang dùng cái càn của nó các bạn. Cái càn á, à, nó đang dùng càn để mà nó kẹp cái lon. Vậy thì cái càn này giống như là cái chữ tiếng Anh là can, can không? Can, nghe như cái càn cua. Rồi, nhớ chưa? Ok, rất dễ đúng không? Từ vựng trước đó là chỗ cái gốc dừa là gì? Là con ngựa, horse, nó đang ho và phải sờ nó. Bây giờ mình sang ngay chỗ cái cửa sổ để mình học từ vựng mới nha. Di chuyển nào. Ngay chỗ cửa sổ, chúng ta học từ vựng là candy. Candy. Candy có nghĩa là kẹo. Đó, chúng ta thấy một bạn nhỏ đang cầm một cái kẹo rất là to luôn, thấy chưa? Ok, rồi. Vậy thì bạn nhỏ đang đứng đây và chờ một người ai đó. À, mà cái kẹo này nó nặng quá cho nên là bạn nhỏ dựa cái kẹo này vô cái cửa. À, mà cái kẹo nó nặng quá, dựa vô nó hư cái cửa kính luôn. Được chưa, cửa sổ, ví dụ vậy, tưởng tượng ha. Đó, vậy thì kẹo mình nhớ rồi. Tiếng Anh là candy, làm sao nhớ? Rồi, người Anh xuất hiện. À, người Anh mới nói là em, cho anh cắn miếng đi. À, cắn đi, cắn đi. À, thì người em mới nói là gì? Khen em đi, candy, khen đi, khen đi, khen đẹp trai đi rồi em cho ăn. Rồi, ok, khen nha, candy, 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 rồi xong. Rồi, khen xong rồi, cho cắn đi, candy, candy, cắn đi. Rồi, ok. Từ vựng trước đó, ngay chỗ cái vách tường bụi cây đó thì nhớ gì các bạn? Cái lon đúng không? Và can là cái càn, càn, càn cua đó, can. Rồi, bây giờ mình di chuyển tới cái vách, ha, xa xa đó, để học từ vựng mới nha, di chuyển nào. Ngay chỗ cái bồn cây này, cái vách này nè, chúng ta học từ vựng là cap. Cap. Cap có nghĩa là nón lưỡi trai đó, cái nón mà mấy bạn nam hay đội đó. Ok, các bạn thấy cái nón này nó đang được dán dính vô ngay chỗ cái vách này không? À, chỗ này đang bán nón nha, ai muốn mua nón thì tới đây. À, nhưng mà không thấy ai bán hết trơn á, cho nên có người đã dán cây dán sắt vô đây để không bị ăn trộm. Rồi, muốn mua nón đúng không? Bây giờ xuất hiện một nhân vật nha. Tiếng Việt là cái nón thì mình nhớ rồi, còn tiếng Anh á là cap. Thì đây nhân vật của chúng ta. Cap, cap, nghe như là cạp cạp đó. Ai kêu cạp cạp các bạn? Bằng Việt đúng không? Bằng Việt kêu cạp cạp. À, bằng Việt đang hỏi là ê muốn mua cái gì đó? Cạp cạp, cạp cạp, cạp cạp, cạp. Nón các bạn phiên dịch đi. Ok. Rồi, đó, bạn vịt ở đây là cap, cap, kêu cạp cạp, đang bán nón ở chỗ này, đang dán dính kìa, dán sắt vô ngay chỗ cái vách luôn, không biết sao lấy ra. Từ vựng trước đó các bạn còn nhớ không? Ngay chỗ cái à, cửa sổ đó là gì? Kẹo hả? À, rồi, khen em đi, candy, candy. Đó. Bây giờ mình di chuyển lên trên theo cái bậc thang đi lên trên nha. Đó, rồi mình nhớ từ vựng tiếp theo, di chuyển nào. Ngay chỗ đầu cái bồn cây nè, chúng ta học từ vựng là cat. Cat. Cat có nghĩa là con mèo. Rồi, các bạn có thấy nguyên một con mèo nó đang ngồi, nó dựa dựa vô cái khúc cây nhỏ nhỏ này, nó đang gãi ngứa không? Ờ, làm khúc cây rung rinh luôn. Nó đang ở đây, nó gãi ngứa và nó đang phơi nắng cho nên các bạn. Mèo phơi nắng ha, con mèo, nói chung là con mèo. Bây giờ nè, con mèo tiếng Việt mình nhớ rồi, còn tiếng Anh là cat. Bây giờ làm sao mình nhớ đây? Rồi, chúng ta để ý nha. Đây, thầy Kiên sẽ cầm một cái món đồ, đó là một cái đồng hồ cát, đồng hồ chứa cát, đặt lên cái lưng con mèo. Thế là con mèo rất là ngoan luôn, nó giữ thăng bằng ha. À, mèo nhớ giữ thăng bằng nha, làm rớt là không cho ăn đâu nha. Ok, thế là con mèo nó giữ thăng bằng cái đồng hồ cát đó. Vậy thì cát nó giống giống như là cái chữ cat, cat của con mèo đó. Rồi, nhớ chưa? Cat, đồng hồ cát đó, cat có nghĩa là con mèo.
cái từ vựng trước đó ở bên dưới là cái nón, đúng không? Cái nón. Và chúng ta nhớ tiếng Anh là cap, cap, con vật kêu cạp cạp đó. Bây giờ mình sang vị trí cho cái lan can đối diện, à, cái lan can, để học từ vựng tiếp theo nè. Từ vựng chúng ta đang lưu ở trên lan can này đó là cow, 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 có nghĩa là con bò. Trời ơi bò ơi, tại sao bạn lại trèo cao vậy, té rồi sao? Ha, xuống xuống xuống, trèo cao là té đau nha cow ơi. Cow có nghĩa là con bò. Rồi, các bạn nhớ tiếng Việt là con bò và nhớ tiếng Anh là cow luôn chưa? Nó đang trèo rất là cao đó. Bạn bò mới làm gì? Ờ sợ quá. Ê, bạn ơi, bạn đỡ tớ xuống đi, tớ sẽ cow bạn một bữa. Ha, à, thêm một lần cow nữa nha. À, được ăn miễn phí rồi. Ok. Rồi, cow là tiếng Anh và con bò là tiếng Việt. Xong. Cái từ vựng đối diện là gì còn nhớ không các bạn? Con mèo đúng không? Và tiếng Anh là cat, nhớ đồng hồ cat á. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên ở trên cái tầng cao hơn để mình học từ vựng nha. Di chuyển nào. Đây, từ ngay chỗ cái lan can này chúng ta di chuyển lên trên cái lan can kính bên trên nha. Từ vựng chúng ta học ngay chỗ này là coat, 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 có nghĩa là áo khoác. Rồi, các bạn thấy có một cái áo khoác đang để ở chỗ này không? Ồ, giống giống như là đang phơi nắng đúng các bạn? Đó, ngay chỗ cái ban công, cái lan can kính này nè, thầy Kiên đang phơi nắng cái áo khoác, được chưa? Nhưng mà phơi nắng kiểu này thì gió bay rồi sao? À, rồi, đang phơi nắng ngay chỗ lan can ha. Tiếng Việt là áo khoác mình nhớ rồi, còn tiếng Anh là coat, coat. Các bạn nghe giống giống như là cái gì mà câu câu ở đây, giống cần câu không? Và T cuối, cái chữ T màu hồng đó trong phiên âm đó, thầy Kim mượn quả táo, rất là quen thuộc luôn, T là táo ha. Rồi, câu táo. Rồi chúng ta nhìn nè, trời ơi, bỗng nhiên có ai hình như ăn trộm đang thả cần câu với quả táo xuống, thấy chưa? Móc cái áo khoác của mình lên. Ui, trả lại, coat, trả áo khoác tôi lại đây, coat, câu táo, cần câu táo, yeah. Rồi, ok chưa? Coat, áo khoác. Cái từ vựng trước đó là ngay chỗ cái lan can đó thì chúng ta nhớ gì các bạn? Bạn bò đúng không? Bò thích trèo cao. À, yes. Bây giờ chúng ta sang ngay chỗ cái vách cửa, à, cái cánh cửa để chúng ta học từ vựng mới nè. Di chuyển nha. Ngay chỗ cái cửa kính này nè, chúng ta sẽ học từ vựng là key. Key. Key có nghĩa là chìa khóa. Đó, các bạn thấy có nguyên một cái chìa khóa siêu to khổng lồ nó đang dựa vô cái kính không? Trời ơi, chết rồi, nó nặng quá, nó đang làm nứt nứt kính và nó chuẩn bị nứt bể ra luôn các bạn, nguy hiểm quá. Ha, rồi, không biết có ai đang đỡ phụ không? Nguy hiểm quá. Vậy thì ngay chỗ cái vách kính này, cái cửa kính này chúng ta nhớ chìa khóa rồi, tiếng Việt rồi. Bây giờ tiếng Anh là key, key. Bây giờ làm sao nhớ đây? Rồi, hình nó hiện ra. Ồ, thì ra là bạn khỉ, nghe giống giống như là key, key, khỉ khỉ á. Ha, key, khỉ khỉ. Bạn khỉ đang đỡ cái chìa khóa. Bạn ơi, chúng ta tới chúng ta phụ bạn ấy nha, chứ hồi là bể kính luôn. À, khỉ chờ, à, chờ mình xíu nha. À, giữ chìa khóa ha. Ok. Rồi, cái từ vựng trước đó là ngay chỗ cái lan can kính thì bạn còn nhớ không? Là gì? À, là cái áo khoác, à, đang phơi nắng. Thì con có ai đó đang làm việc cần câu với quả táo, đang lấy đi câu lên. Bây giờ mình sang vị trí ngay chỗ cái đàn guitar, các bạn thấy không? Để học từ vựng tiếp theo nha. Rồi, di chuyển nào. Ngay chỗ đàn guitar này nè, chúng ta sẽ học từ vựng là come, 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 có nghĩa là đến, à, giống như là chúng ta đang đi đến vậy đó. À, come là đến. Rồi, ok. À, ngay chỗ cái đàn guitar này nè, tưởng tượng có một người đang đàn guitar và đang làm cái gì đó, thì bỗng nhiên có rất là nhiều người đến rồi các bạn. À, rất là nhiều người đang bước tới, đến á, đến á. Ôi, không biết cái vụ gì mà sao đến dữ vậy? Ha, à, tôi đàn hay quá hả? Ok. Rồi, vậy thì cái nghĩa tiếng Việt là đến chúng ta nhớ rồi, còn tiếng Anh á là come, come là làm sao mình nhớ đây? Come, come thì nghe giống như chén cơm, chén cơm, các bạn nghe giống chén cơm không? Thì ra là cái anh chàng đàn guitar ở chỗ này nè, à, đàn thứ nhất là hay quá và thứ hai là đang phát cơm từ thiện, cơm ngon lắm luôn, đặt nguyên một cái chén cơm ở đây cho nên mọi người ào ào đến quá trời luôn, được chưa?
Vậy thì tiếng Anh là chén cơm, chúng ta sẽ nhớ tới phát âm là come, come, và tiếng Việt là đến, mọi người đến. Quá trời ha. Từ vựng trước đó ngay trong cái cửa kính là gì? Còn nhớ không? Đó là bạn khỉ khi đang giữ cái chìa khóa nứt cửa đó. Ok, bây giờ mình sang vị trí ngay chỗ cái chân giường để mình nhớ vị trí, nhớ từ vựng tiếp theo nha. Ngay chỗ cái góc giường ngủ nè. À, chúng ta học từ vựng là cup, 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 có nghĩa là cái tách hoặc là cái chiếc cúp, à, cúp của chúng ta đó. Ok, rồi ở đây chúng ta thấy có hai món đồ đúng không, đang được trưng bày ngay chỗ cái chân giường. À, ok, vậy thì nghĩa tiếng Việt chúng ta nhớ rồi. À, anh ấy đang ngồi ngay chỗ này và khoe với cái anh đánh đàn. Ê, anh đánh đàn hay không, nhưng mà tôi là tôi đã có được chiếc cúp nè. À, cúp vàng luôn đó nha, tôi là chạy điền kinh, ví dụ vậy, tôi nhận được cúp rồi đó. Anh đánh đàn guitar, anh có cúp chưa? Rồi ok, vậy thì nghĩa tiếng Việt là cái tách hoặc là chiếc cúp, nhớ rồi. Bây giờ tiếng Anh là cup, cup, làm sao mình nhớ được cái phát âm này đây? Cup, cup, nghe như là cái cặp, cái cặp. Rồi, các bạn để ý nè. À, thì ra là anh ấy đựng cái cúp với cái tách này ở trong một cái cặp da. Nhưng mà sao định được hay ha? À, cái cặp nó dẹp lép à. Anh bỏ vô cái cặp rồi nó hư cặp rồi sao? Nói, cặp này giản lắm, bỏ được. Ok, cái cặp, cup, cup. Yes, xong rồi. Cái từ vựng cho cái đàn guitar còn nhớ không? À, đến đúng không? Vì sao? Vì ở đây có chén cơm. Come, come. Bây giờ mình sang cái từ vựng cuối cùng ngay chỗ cái lỗ đó. À, rồi di chuyển nào. Ngay chỗ cái lỗ chui bự này nè, chúng ta sẽ học từ vựng là lạp, 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 có nghĩa là lòng. Ví dụ như là chúng ta đang đặt cái gì đó vào lòng. À, ví dụ như trên cái hình nè, có một người đang ngồi dựa vô ngay chỗ cái lỗ đó và đang đặt cái máy tính vào lòng để mà ngồi làm việc, hoặc là bế con đặt trong lòng đó. Rồi, chúng ta nhớ lòng chưa? À, ok, rồi, đặt cái máy tính hoặc là bế con ở trong lòng. Tiếng Việt mình nhớ là lòng rồi, trong lòng. À, ok. Bây giờ tiếng Anh á là lap, lap. Các bạn nghe giống giống như là lap, laptop, laptop không? Đó, cái hình này các bạn thấy là laptop đúng không? Đang đặt ở phía trên ngay trước lòng, trước ngực mình đó, à, trong lòng ha. Rồi, vậy thì chúng ta đã nhớ nghĩa từ này rồi nha. Lạp có nghĩa là lòng. Trước đó là ngay chỗ cái chân giường thì chúng ta nhớ tới là nào là cái tách, nào là chiếc cúp đúng không? Bỏ trong cái cặp, cup, cup. Yes, xong từ vựng cuối cùng ha. Chúc mừng các bạn đã học xong 10 từ vựng theo phương pháp siêu đi nhớ tiếng Anh. Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại, ôn nhanh bằng cách xem hình ảnh nhanh cùng với thầy Kiên nha. Rồi, chúng ta thật tập trung nào. Ngay chỗ bụi cây sát nhà thì chúng ta học từ vựng là can, lon, cái lon, có cái càng con cua đó, càng can can đó ha. Ngay chỗ cửa sổ thì nhớ tới gì các bạn? À, kẹo đúng không? Kẹo cho người anh cắn đi, khen em đi, candy rồi cho cắn. Kẹo, candy. Còn ngay chỗ cái vách tường đó thì chúng ta nhớ tới cái nón đúng không? Cái nón lưỡi trai đó, và bạn cạp cạp đang bán cho mình là cap, cap, nón lưỡi trai. À, nón lưỡi trai. À, bạn vịt kêu cạp cạp đó, cap, cap, nón lưỡi trai. Đó. Bây giờ mình đi lên trên ha, mình đi lên trên. Đấy, bay từ từ lên, từ từ lên. Rồi. Ngay chỗ cái cây bên trái thì chúng ta nhớ tới con mèo đúng không? Con mèo, và nó đang giữ thăng bằng cái đồng hồ cát là cat, cat. Đó, con mèo, cat. Yes. Ở trên cao lan can thì nhớ tới con bò đang đứng trên cao, cao. Trên cao, cow, và bạn ấy sẽ cow mình một bữa ăn. Ồ, được ăn miễn phí, cow, con bò. Đó, chúng ta xem từ từ ha. Bây giờ mình di chuyển lên trên cái ban công cao hơn, kế bên đó đó. Rồi, các bạn còn nhớ cái từ vựng đầu tiên trên ban công không? Là từ gì, nhớ không? Thầy kia đang phơi gì trên đó? Có phải là cái áo khoác không? Có một cái áo khoác ngay chỗ cái lan can kính đó, áo khoác. Và tiếng Anh là gì? Coat, coat. Nhớ cái cần câu với quả táo đưa xuống, ăn trộm. Ăn trộm, chắc là ăn trộm. Coat. Ngay chỗ cái cửa kính thì nhớ tới là chìa khóa. Tiếng Việt là chìa khóa, tiếng Anh là bạn khỉ đang giữ là key, key, key nha. Đó. Rồi. Ngay chỗ cái đàn thì sao?
À, cái đàn thì có một chén cơm rất là thơm, cho nên là come, come là tiếng Anh. Và mọi người nghe mùi cho nên đến, đến, tiếng Việt là đến. Trời ơi, đến quá trời luôn, lũ lượt kéo đến, ha, rất đông. Ngay chỗ cái chân giường thì chúng ta nhớ nào là cái tách nè, hoặc là chiếc cúp nè, được chưa? Đó, tiếng Việt là như vậy, còn tiếng Anh là gì các bạn? À, cup, cup. À, chúng ta bỏ hai cái này vào trong cái cặp á, cái cặp da, cái cặp sách á, ha, cup. Và từ cuối cùng ở đây, à, ngay chỗ cái lỗ đó, là nhớ tới lòng đúng không? Tiếng Việt là lòng, à, để trong lòng đó, rồi. À, và tiếng Anh là lap, lap, laptop đó. Bây giờ mình ôn ngược lại nha, rồi tập trung ôn ngược lại 10 từ vựng nè. Ngay chỗ lỗ chui thì lap, lòng, ha, lòng, lap, cup, cup, à, cái tách, rồi cái cúp bỏ trong cái cặp, đó. Rồi ở đây là gì? À, đến, come, come, đến cái cơm ở đây. Bạn khỉ đang giữ chìa khóa là key, chìa khóa. Còn ở chỗ này thì phơi áo khoác, coat, à, cần câu táo, coat, áo khoác. Còn ở chỗ này bạn bò thì cow, đang đứng trên cao và chuẩn bị cow bạn một bữa ăn đúng không? Cow, bò. Rồi, à, ngay chỗ bên trái thì bạn mèo, cat, chơi với đồng hồ cát, cat. Bạn cạp cạp đang bán nón, à, cap, cap, nón. Rồi, ngay cửa sổ thì là candy, khen đi cho ăn kẹo. Candy, candy, kẹo. Và cuối cùng, à, ngay chỗ này có cái lon, cái càng cua, can, can. Ok. Chúng ta đã ôn tập xong rồi. Rồi, bây giờ các bạn hãy nhắm mắt lại nha. Nhắm mắt lại, à, thầy sẽ tắt hết những cái hình ảnh trên màn hình luôn. Nhắm mắt lại để chúng ta kiểm tra siêu trí nhớ, xem nãy giờ mình học mình nhớ hết không ha. Rồi, nhắm mắt lại nghe thầy Kiên hướng dẫn nè. Nhắm mắt lại ha. Ngay chỗ cái vị trí đầu tiên là cái gì các bạn còn nhớ không? À, ngay chỗ cái lùm cây sát cái vách tường đó. Có cái hình gì? À, tiếng Việt là, à, tiếng Việt là cái lon đúng rồi. Rồi, còn cái hình gì nữa? Chúng ta nhớ tiếng Anh không? Tiếng Anh là nhớ tới cái càng cua đó là can, có nghĩa là cái lon. Rồi, xong rồi. Bây giờ mình sang vị trí tiếp theo là cái chỗ nào các bạn nhớ không? À, phía trước cái căn nhà đó là gì? À, cái cửa sổ. Vậy thì ở đó có cái hình gì? Nhớ tiếng Việt không? Tiếng Việt là, à, kẹo, đứa em cầm cái kẹo đó, kẹo là tiếng Việt. Còn tiếng Anh thì nhớ tới gì? Tiếng Anh thì chúng ta nhớ tới là đứa nhỏ nó kêu khen đi rồi cho cắn kẹo. Rồi, candy, candy. Rồi chúng ta sang vị trí tiếp theo chỗ nào các bạn? Đi thẳng tới, ha, cái chỗ nào? Ngay chỗ cái vách của bồn cây đúng không? Ở đó có cái hình gì nhớ không? Cái hình gì tiếng Việt là? Tiếng Việt là cái nón mà có cái lưỡi trai đó, ha. Còn tiếng Anh, ai bán cái nón các bạn? Ai nón? À, bạn vịt kêu làm sao? À, cạp, cạp đúng không? Cap, cap, chính là tiếng Anh. Rồi, bây giờ mình đi theo cái bậc thang đi lên, nhớ tưởng tượng, nhắm mắt nha, đừng có nhìn màn hình, nhắm mắt lại. Rồi đi theo bậc thang lên trên thì các bạn nhớ cái gì đầu tiên? Ở bên trái có cái gì đó, con gì tiếng Việt là, à, tiếng Việt là con mèo, chính xác. Rồi mình đặt cái gì lên mình con mèo, các bạn còn nhớ tiếng Anh không? Là đồng hồ cát đúng không? Là cat, cat, chính xác. Rồi vị trí đối diện, nhớ vị trí đó là gì các bạn? À, ở trên lan can đúng không? Rồi tiếng Việt là gì nhớ không? Tiếng Việt ai ở đây đó? Ai? À, con bò đúng rồi, con bò. Còn tiếng Anh thì tiếng Anh của con bò là, à, con bò thích trèo cao là cow, cow, và con bò nó chuẩn bị cow mình một bữa ăn nữa. Trời đã quá. Bây giờ mình sang vị trí tiếp theo là đi lên cao hơn, mình nhảy lên ở trên cái ban công đúng không? Ngay chỗ cái lan can kính. Rồi tiếng Việt là gì? Ở chỗ đó có cái món gì? Các bạn còn nhớ không? À, thầy kia đang phơi cái áo khoác, à, tiếng Việt là áo khoác đó. Còn tiếng Anh các bạn, tiếng Anh thì các bạn còn nhớ không? Tiếng Anh là gì? Tiếng Anh có cái gì ở trên thả xuống? À, cần câu và quả táo. Cần câu và táo là coat, câu táo đó, coat. Ăn trộm đang lấy cái áo của mình. Rồi vị trí tiếp theo sát bên luôn là gì các bạn? Vị trí, à, cái chỗ khoanh tròn đó là gì? À, cái cửa kính đúng không? Cái cửa kính, tiếng Việt là có cái gì rất là to đó làm hư kính. À, cái chìa khóa là tiếng Việt là chìa khóa. Tiếng Anh còn cái hình gì nữa? Bạn khỉ là key, key là chìa khóa. Rồi kế bên cái vách kính là cái hình gì các bạn nhớ không? À, cái vị trí tiếp theo là gì? Ngay chỗ, à, ngay chỗ cái đàn guitar, đúng rồi. Vậy thì tiếng Việt là sao? À, có rất là nhiều người đang gì đến, đến, tiếng Việt là đến đúng không? Tại sao đến? Tiếng Anh là gì các bạn? Ở đó có cái hình gì? Có cái chén gì, chén cơm đúng không? Cơm thì chúng ta sẽ nhớ tới là come, 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 come mà đến. Yes.
Rồi, sát bên đó có một người đang khoe cái gì đó, thì chúng ta nhớ tới vị trí là gì? Ở cái chân giường, à, dưới chân giường đó. Và cái món đồ đó tiếng Việt là gì? Nào là cái tách nè, nào là cái cúp vàng nè, tiếng Việt ha. Còn tiếng Anh, các bạn nhớ hai cái món này đặt vô cái gì không? À, cái cặp giống cái cặp đi học của mình á, cái cặp da đó, cái cặp là cup, cup, cup là tiếng Anh. Rồi, từ cuối cùng luôn, vị trí cuối cùng các bạn còn nhớ không? Ngay chỗ nào? À, ngay chỗ cái lỗ chui đó, có một người đang nằm dựa vào. Vậy thì tiếng Việt là gì nhớ không? Tiếng Việt là lòng á, à, giống như là đặt em bé vào lòng, đặt cái món đồ vào lòng, ví dụ vậy. Rồi, lòng. Còn tiếng Anh là gì? Cái gì đang đặt vô đó? À, cái laptop thì chúng ta nhớ tới là lap, lap, lap.